Đấy. Đây gọi là hé cái cửa sổ ra để chúng ta ngó và xem trước cái vỉ cảm giác. Màu đen này, SR4732X. Nó đẹp kinh khủng luôn. Đây nữa, chiếc số 2. Wow. Đó, những cái vệt ánh nắng buổi chiều nó vẫn còn lấp ló soi vào hai cái loa. Và video kế tiếp này chúng ta cùng soi và xem chiêm ngưỡng cặp SR4732X tiếp theo, đẹp với tình trạng hiếm gặp luôn, mà Khang Minh sẽ tiến lại gần quay chi tiết ngay sau đây. Các bác và quý anh em cùng xem nhé. Cái lớp tuyết, cái lớp sơn sần cát nó vẫn còn nhóng nhánh, đẹp cực kỳ. Wow. Mọi góc quay chi tiết sáng rõ một một luôn và chậm rãi. Các bác và quý anh em chỉ có việc xem và chiêm ngưỡng thôi. Và 4732X, 4732A nó được ví như là những cái cặp gọi là làng tiên lâu của JB rồi. Một con chép kèn lớn 2447G từ 22 côn trăm 16 ôm. Và con chép xì cực kỳ đẳng cấp và hay ở cái con này 2404H-1. Và hai con bát 30 từ 22 côn trăm 2206HBL tem đen. Góc cạnh này. Đấy, hơi bụi bặm một chút thôi. Wow. Đây này. Mọi người thấy không? Cái lớp tuyết, cái lớp sơn sần cát. Nói chung là không có từ ngữ để diễn tả cái cặp này mà ngày hôm nay Khang Minh quay chi tiết giới thiệu. Đấy. Và những ngày kế tiếp là những cái sản phẩm gì thì Khang Minh sẽ lên video tiếp theo để giới thiệu cũng như là review. Các bác và quý anh em cùng xem và chiêm ngưỡng nhá. Những cái đồ mỹ bãi tuyển chọn, siêu tuyển chọn trên Khang Minh JB Bắc Linh. Wow, kinh khủng. Nó đẹp dã man luôn. Hùng ơi, góc cạnh này. Đấy. Đây là ngược sáng. Chậm thôi. Thật là chậm. Thật là chậm. Đấy, bây giờ chiều mát rồi này, hết ánh nắng rồi. Soi vào xem. Bên này thì nó ngược sáng. Gần như không tì vết. Tay xách. Khang Minh sẽ xoay sang bên này, quay thêm. Wow. Đấy. Các bác thấy dã man không? Cái cặp loa gọi là, đây là mấy cái vết phấn vết bẩn rồi nhá. Đây, chiếc loa đầu tiên. Tiếp tục. Bên sườn này. Đó, tí nữa thì Khang Minh sẽ để hai cái loa gần nhau để chúng ta xem bao quát trước khi Khang Minh dọn dẹp và cất đồ. Quá kinh điển luôn. Thực sự là cặp loa về mà Khang Minh khui quay rồi thì cái cảm giác nó rất là hưng phấn, rất là sướng luôn. Đối với những cái sản phẩm mà nó đẹp tuyệt vời, nói chung là hiếm gặp. 4722X sắp tới sẽ có thêm. Hoặc là 725 Mỹ Lòi. Liên tục những cái sản phẩm Mỹ Lòi cập bến, những cái sản phẩm gọi là tuyển chọn kỹ lưỡng từ bên kia mà các bác quý anh em đang xem và chiêm ngưỡng trong buổi chiều kế tiếp này. Nhanh thôi, Khang Minh làm video ngắn gọn thôi. Đấy, cái góc quay lại này. Cái vệt ánh nắng buổi chiều này rất là rõ luôn. Đó. Mọi người thấy không? Gọi là full HD không che, sáng rõ một một luôn. Và sẽ có những cái hình ảnh ở trên Zalo nữa để các bác và quý anh em quan tâm thì mọi người sẽ xem cả hình ảnh đồng hành cùng với Khang Minh, Zalo và YouTube. Facebook thì thỉnh thoảng Khang Minh mới đăng thôi, đăng chơi thôi chứ không sử dụng Facebook mấy. Đây là một cái vết này, một cái vết đất, vết thùng cắt tông gì đó thì Khang Minh sẽ cậy nó ra. Đấy. Vết phấn thôi. Vết phấn vết đất thôi. Đó. Mọi người thấy không? Góc cạnh này.
ánh nắng này, quá tuyệt vời luôn. 2404H-1, cái con Chevy này nó ra một cái giải cao lên tới 20 kHz, gọi là cái sao tiếng, nó ra một cái tiếng ma mị hay vô cùng luôn đấy. Và chép chính 2447G, hai cái lỗ thông hơi, những cái thiết kế gọi là quá quen thuộc của những cái cặp này rồi. Gọi là chỉ quay và để các bác và quý anh em xem chiêm ngưỡng thôi. Nói chung là cũng không cần phải giới thiệu nhiều lắm về thông số kỹ thuật. Tem này SRXCG CBL. Đấy, ánh nắng nhá. Trên dưới 10 phút. Chi tiết cận cảnh. Và tiền nào thì của đấy, mọi sự so sánh nó đều khập khiễng. Cho nên là uy tín thì là do người bán và tin tưởng là do khách hàng nhìn nhận thôi. Các bác và quý anh em quan tâm, vui lòng liên hệ cho Khang Minh nhá, hoặc là inbox Zalo. Những cái sản phẩm kế tiếp liên tục sẽ cập bến, Khang Minh sẽ giới thiệu, review, quay video tiếp theo. Còn những cái sản phẩm cụ thể là gì thì Khang Minh xin phép là không tiết lộ trước. Nó đẹp kinh khủng luôn. Đấy, ánh nắng đấy. Ánh nắng nó phản vào đây. Đấy, hai cái loa. Những cái hình ảnh cuối Khang Minh quay trước khi tạm dừng video. Chúng ta sẽ xem cái góc nghiêng này. Hai cái e-căng nó phẳng tít luôn, gần như không có một nếp nhăn nào cả. Bốn cái bát, hai cái chép xì, hai con kèn 2447G. Wow. Rồi, xin chào thân ái mọi người nhá. Hẹn gặp lại ở những video kế tiếp lần sau.